Kể lô tất cả mấy anh em vô mấy giây sân stream nha mọi người. À, long time no see. Anh em thấy em ở đây coi như là chính thức kết thúc một cái kỳ nghỉ Tết rồi đó anh em. Nghỉ đúng dài luôn. Thằng off chắc cỡ hơn tuần lễ rồi đó. Hơn tuần lễ không online, nay mới vô game lại. Cũng may là còn 2 ngày cuối của cái sự kiện chuỗi sự kiện Xuân đó anh em. Sự kiện Xuân là tới ngày 20 hình như. Tới ngày 20 mới hết rồi, sau bảo trì ngày 20. Nên là boss tứ đại ác chân vẫn còn ha. Đợt này thì mấy anh em làm đồ Tết này kia chắc cũng còn khá là nhiều á. Rồi coi để coi có ai có đồ áo Tết chưa. À, Lý Cà Tiếu có áo Tết rồi nha anh em. Seabot bỏ đen của tụi anh em mình là có áo Tết rồi nè. Một cái áo Tết 12 ca máu kháng 4 thuộc tính 100 điểm. Tất cả thuộc tính cộng 99. Áo Tết thì cũng vãi nha. Như là ăn LUV như không có lên. LUV không lên, như lên áo Tết thì không lên nào, không biết được. Hôm nay thì sẽ có 8 người có cụ phát tập kích cho mọi người. Phát tập kích hôm nay nhận bù cái ấy rồi là sao mà phiếu quà tặng khóa là sao ta? Ủa có ai bị phiếu quà tặng mình khóa không? Ok, boss ra rồi. Nó sẽ hơi lắc tí nha anh em. Tại vì để full cấu hình nó sẽ hơi lắc tí. Ăn ở kiểu gì bị khóa. Không hiểu luôn á, từ lúc mà tự nhiên cái hình như là lúc mà nhận quà bù á, nhận bù quà là nó bị khóa anh em. À, bữa giờ là có off khá lâu rồi, nghe ngóng được thông tin là mấy anh em overnight coi như là độc chiếm cái tính hồ luôn. Này là kính hồ, này là boss, cái kiểu là mấy anh em overnight là độc chiếm hết luôn. Dữ thiệt. Để coi một tí nó có BK không nha. Ủa sao đây? Ở đây ít người quá ta. À trùng giờ với lại boss là Huyền Vũ Đảo luôn rồi. Đúng rồi, 7:30 là Huyền Vũ Đảo nè. 45 thì là boss Võ Di. 7:30 Huyền Vũ Đảo, xong 45 Võ Di. Vậy là ăn con này xong mà ra Võ Di luôn đó. Võ Di. Còn 45 thì lại có ở Kính Hồ. Chị trùng nhau nhiều ha. Trùng khá là nhiều cái sự kiện. À em mới thay đổi một tí. Thì em ba con Nga Mi, nhưng mà bây giờ thay đổi rồi. Đó là đã đổi một con Thiếu Lâm vô đây. Thay mặt một con Thiếu Lâm. Thay một con Thiếu Lâm cho có cái đam đam ngoại một tí. Nhưng mà đang muốn đổi con Thiếu Lâm này thành Điền Môn cho nó ok tí. Con Thiếu Lâm này cực khỏe nha. Nó ốc này hồi trước là boss Thiếu Lâm của server luôn á. Đệ nhị Thiếu Lâm nè. Nhưng mà trước là định lấy đệ nhất Thiếu Lâm hình như là ai ta? Như ông nào ấy chuyển sang Thiếu Lâm để mà lấy cái top, cái top 1 là Thiếu Lâm nè. Thằng này chắc không mặc đó đâu. Nhưng mà bây giờ như là đó về lại Điền Môn rồi. Thiên Long phát triển nha anh Ngạo Vô Thừa ơi. Thiên Long phát triển nha. Mấy chủ này duy trì được 3 năm rồi nha. Chắc cũng tầm trong tương lai là vài tháng nữa rồi sẽ có server mới đó. Em nghĩ là vậy. Đang chuẩn bị có thêm cái chiến trường mới nha anh em. Mới nghe ngóng được ở trên trên fanpage của Thiên Long phát triển thì đây nè. Cái gì? Giải đáp tin đồn đầu xuân. Thì trước đó thì anh em có đồn nhau khá là nhiều thông tin mà tự phát nha, giống như là thông tin hợp server cái kiểu server 1 sẽ hợp với lại server 3. Nhưng bây giờ hiện tại là server 2 bây giờ đó. Nên thật sự là không có hợp với em. Là sẽ mấy chủ mới không có luôn. Nhưng mà em nghĩ là bèo lắm phải là 4 tháng nữa. Tại vì á, là cái server anh em đang xem là lục mạch thần kiếm này. Cái lục mạch thần kiếm này nó up bên 16 tháng 6. Thì có nghĩa là nếu mà server thứ 4 nó ra thì nó cũng phải tầm đó, cũng phải tầm tháng 6, tháng 7 chứ không thể nào sớm hơn được. Và sẽ có thêm cập nhật mới nha mọi người. Cập nhật này thì em nghĩ là đó là cái túi 36 ô á. Cái đó gọi là cái gì quên bạc thôi. Nói chung là cập nhật thêm một cái tay nải nó lớn hơn, nó tiện dụng hơn. Rồi sẽ có chiến trường mới nha mọi người. Trước mắt là sẽ có thêm hoạt động chiến trường mới nè.
Hiện tại thì Thiên Long Phát Thuyền đang có những chiến trường, như là những hoạt động buổi tối, như là tối thứ hai á, tối thứ hai là sẽ có cự phái tập kích nè, tối thứ ba là sẽ có Phùng Hoàng Cổ Thành, tối thứ tư là sẽ có Bàn Cổ, tối thứ năm là cự phái tập kích, tối thứ sáu lại tiếp tục là Phùng Hoàng Cổ Thành, còn tối thứ bảy á, là sẽ có chiến trường Phát Thiền, rồi tối chủ nhật sẽ có Bàn Cổ. Đó là cái hoạt động của Thiên Long Phát Thiền. Còn trong hiện tại là đi update cái chiến trường mới mà không biết là cái chiến trường gì đâu. Và điều thứ năm là một số điều chỉnh theo sát các map BK, sẽ điều chỉnh các map BK này, điều chỉnh theo sát các map BK này, không biết là điều chỉnh gì thì cứ đợi thông báo trực tiếp thôi, thông báo để đưa thông báo trực tiếp thôi. Quà đền bù này. Cái đợt vừa rồi có một cái tri ân khách hàng dành cho hình như là tính từ ngày 16/6/2023, đó là cái ngày up bên của sư vợ lục học kiếm, tính định tên 16/2/2024, thì trong cái khoảng thời gian mà ai đã cũng như là ủng hộ sư vợ sẽ được nhận được mười tài khoản. Top một là hình như là viết gì đó, số điểm tài phú là 37 triệu, còn Đức Toàn thì là 35 triệu điểm tài phú. LUV là được là hình như là được 34 triệu, còn hai năm gì đó là 33 triệu. Kovici top 5, Lee XD 31, top 7 là Lee Chibon, Tôn Kim. Cho mình tính là không có rồi. Bên mình có ai? Bên lên hai cái áo tết chỉ nghệ bây giờ tôi cũng lỡ lên tập hết ở bên kia bên bắc kinh hạt đó nương lên đầu lâu rồi mà bây giờ khá là ngon hạt này, nếu mà bứt cái ánh thứ hộ thể này, bứt thêm cái dịch cân bằng cốt, máu của nó được 843 máu, còn thuộc tính hiện tại là 705. Ăn lâu là không lên luôn, lâu là không lên mà đang là tập trung xem nào. Còn cái gì ấy nha, vì là chắc là không có đánh nhau rồi, mấy anh em bên kia chắc là không có đánh nhau rồi. Em chắc là 3-4 tháng nữa mới tích đủ á. Vàng của anh Gấu, vàng của anh Siêu Thối, tính càng tính rồi á, on suốt rồi. Mấy cái vàng mấy đêm mà chơi hả, kiểu như thầy cũng là thích mà chơi, nếu mà thầy làm đi có bản thì kiểu bây giờ anh thì cũng nằm ở tập trung rồi đó, bán tính càng tính rồi. Hy vọng là có đánh nhau, chỉ biết là có đánh nhau là mình sẽ ăn không yên ổn rồi đó, nhưng mà không đánh nhau thì cũng vui, lâu rồi không được đánh nhau, có on được, phải có on nhưng mà không có được, không có được cao.
bây giờ kiểu như là server không còn Mi chắc là để full thể luôn cho nó ok nhất ha, không cần phải điều tính đâu. Giờ cũng tại là ra mi con vỏ đen này cũng vỏ đen này máu hơi mất, con tia dao thì máu cũng ok, con tia dao chắc con tia dao lâu quá rồi không có lên đời kiếm nhiều lắm luôn á, mấy con tia dao là kiếm còn kiếm nhiều cũng kỳ, nhưng mà va nhau thì mình cũng chịu thôi. Giờ em còn phiếu thì nhiều lắm á, trước một phiếu là một phiên ba, nhưng mà không có thời gian để mà làm, tại biết salon vẫn chưa có cái update mà đổi phiếu theo kiểu như là đổi một lần được 5-6 viên gì đó nó đỡ hơn em, còn này đổi từng viên á, ôi dồi ôi lâu phải là được kiểu đổi một phát rồi như vậy mà cục á, một phiếu thì sẽ được một viên này. Em bóp cũng hồn. Dạ không, cái này là cục phái tập tiểu tăng, cái này là cái hạt động. Cái chủ hạt động sự kiện cũng sẽ mở. Chứ không phải là bóp sự kiện thứ nhất là tứ đại đại dân, thứ hai là hậu hoa viên thành bảo như ý. Hello anh Đức, cái này là boss tự phát đặc kích nha, đánh cái con này là sự rất này rất cái lì xì vậy á, cái lì xì là đang bán ở trong shop chuyên bảo 120k một nái ghê vậy. Đại nhiên khánh ở đúng rồi, ông đại nhiên khánh Đức nha, chào Đức năm mới à. Thì lâu rồi em không, từ lúc mà giao thừa xong tới giờ không có live stream luôn á. Có live tối ngày 8. Có live tao tối ngày 28 xong mà không có giờ luôn. Mình kết khá là lâu. Nếu mà một tuôn như vậy em lượm được cỡ 2 cái à, tại vì khá là nhiều nên em lượm được 2 cái là đa. Cái con hỏa diễm như ma em thấy đó là không phải là bạn võ đâu nha, con đó là con bếp của mấy anh em trên server, của mấy anh em thôi, nó chỉ là con bếp thôi chứ không phải là con võ đâu. Nó được rất nhiều 10 kim tinh, hình như là đợt này mở phải ra được cái kia nó mới hiện lên, nó mới thông báo lên trên thế giới. Căn cốt đang cao cấp. Hello đồng nha, hello tất cả anh em mới xem stream. À, nói chung là chúc năm mới, giờ cũng hơi trễ rồi nhưng mà chúc hơi đêm năm mới luôn, giờ hết mùng luôn rồi, hết tết hết mùng luôn rồi. Ở đến ra nãy giờ mở cho tết gọi cái rồi nhưng mà không ra
Mà dù tỉnh rồi, anh mặc 10k chưa? Anh mặc 10k trên mạng rồi. Vậy là hôm nay là mấy lên sắp theo kịp nhưng mà đó em mới có 11k rưỡi lâu rồi không có lên đồ nhiều tại vì dạo này cũng đang muốn lên mấy con cà lon á, mấy muốn lên cho đồ vàng đều nhau luôn. Hiện tại là mấy hạt này là 7-8k trở lên hết rồi. Bảo rồi chứ, quan trọng là admin không biết sao nữa. Đúng ra là phải làm cái đổi phiếu nhanh đó, đổi phiếu nhanh là phiếu làm đồ nó nhanh.
còn ấy là lâu quá, còn nhắn cho sếp coi. Hình như là nghĩ là hết hết boss rồi quá, lên 4 viên kép nữa là bằng cửa thiệt. Ừ thì giống như đồ em bây giờ, đồ em cũng đâu có gì ngon đâu, có mà... có được cấp 3, 4, 6 rồi, còn như cấp 5, 4. Nếu mà thực sự ra anh em nào mà chịu khó cày á, mẹ ngang hàng em luôn á, hoặc em chỉ được cái con bét, được cái con bét thôi, không được gì cỡ ngọc quải quá không muốn động. Mỗi ngày mà anh em chịu khó nè, đi khiêu chiến nè, 3 vòng khiêu chiến, 10 vòng 10 quy đô dâu, 10 quy lâu lan, rồi thêm cái ít cửa ổ nữa là chắc phải tầm chục phiếu á, tầm chục viên một ba, và lần này anh em có thể là từ 1-2 viên một 4. Còn ông nào mà không được thì coi như là có xui lắm luôn. Cái đó là tùy nhân phẩm thôi nè, tùy nhân phẩm rồi. Đâu anh mạnh thấy em mới có được cái danh hiệu lạ không, độc lạ không, Thiên Long Trung Giang. Xong rồi thì em có sống được sao á, Trần. Ừ đúng rồi, em bị Tết mà. Em nếu mà tính cái ngày mà không like tới bây giờ là em offline từ ngày 28 Tết á, là em nghỉ hơn 2 tuần offline, 2 tuần không có like được. Nghĩ là bị Tết 2 tuần em mới like. Em mới vui vẻ anh Tuấn ơi. Em bên đó xíu nữa đánh hoa không bạn ơi, mấy anh em bên đó có xíu có đánh hoa không, ba nhau một tí cho cái vui chứ. cần mua vàng bên server mới. Bây giờ tụi em thiếu ạ, anh em đã thiếu ạ nhiều. Hân nghe tin là không có gọt server nên là nhiều người. Nhiều anh em bắt giờ bây giờ bắt đầu đang muốn mua ạ rồi. Bây giờ mua đâu ra nữa, hơi căng đó. Bây giờ mua hơi căng. Bây giờ thiếu lắm. Có nước kiếm cà lon cũ đó. Cũ của mấy miền khác là sẽ làm lên
bây giờ mà kiếm đặt mua là không có. Chỉ có thắp chân nguyên thôi, chân nguyên bây giờ mới có năm chứ không có một viên cam nào hết, không có một viên vàng chứ, tại vì nếu mà có cam thì đổi vàng như vậy thôi, bây giờ không có đâu. Lòng vàng.
之后，整个世界像是期待黎明的黑夜，我被自己封锁在第五个不存在的季节，剪下了翅膀的蝴蝶只能选择和玫瑰告别，我没想过好过，以为你就是我爱的一切，出现在小说电影的桥段，镜头像包分开的画面，回忆渐渐重复，很明显模糊了从前，我的爱滴滴点点圈圈像断了线，你曾经心心念念结局等待时间改变昨天，所以爱会消失不见，消失不见，我的心明明暗暗零零散散却样搁浅，你带走我的呼吸，不顾不管，爱沦陷在边缘，等待救援。Thank you.
Sắp hết cao cấp rồi, cao cấp còn có lấy lại. Ok.
nếu mà 200 phiếu này được một cái cục thần nguyên tí. Còn một phái nữa, phản đồ phái Thiên Long nè. Bảo sao?
sao là không thấy nữa. Sót bót anh em, sót bót là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.